Đây này, đây là nối từ cột A với cột B cho đúng nghĩa. Thì xem con có từ bên này nè, nối với từ bên nào bên này để cho nó đúng nghĩa này. Con đọc đây, ánh trăng gì? Đọc xuống nào. Ánh trăng rực hồng có đúng không? Không. Ánh trăng chói chang, ánh trăng dịu hiền là... ánh chói chang. Ánh trăng mà chói chang à, có đúng không? Nó có từ trắng rồi thế. Ánh trăng. Này con đọc một dài bên này này, xem này, ánh trắng này, ánh nắng này, ánh mắt này, ánh lửa này, thì tương ứng bên này sẽ là rực hồng sáng ngời, chói chang dịu hiền đúng không? Thì nếu mà ánh trắng khó quá thì con nối ánh nắng trước đi. Ánh nắng. Ánh nắng thường là gì? Ánh nắng này, thường là. Ánh nắng thường gì ạ? Ánh nắng cho phản sáng. Sáng đúng rồi, ánh nắng cho mình nhìn lên mặt trời thì thế nào? Ánh nắng là gì? Chói chang. Đúng rồi, nhưng nổi vào dùng thước là dùng tay. Anh dùng thước. Đừng viết ánh nắng nhé, không phải là ánh trắng đâu nha. Ánh nắng là gì? Ánh nắng ở đâu? Anh này. Đó là ánh gì đấy? Ánh trắng. Ánh nắng ở đâu? Nắng đây. Ờ. À, chói chang đây. Rồi. Tiếp theo, con nối từ gì nữa, nối xem nào. Từ gì cho nó có ý, đúng nghĩa mà. Ánh mắt. Sáng ơi, ánh mắt. Dịu ánh mắt hiền. Gì? Ánh mắt thì dịu hiền à. Con nghĩa có đúng không? Ánh mắt dịu hiền có đúng không? Đúng thì nối vào. Bộ này đúng không? Con từ làm chứ, ánh mắt tiêu hiền đúng rồi. Sai đi làm lại sửa rồi đi đó. Có khi mốt bố nói sai bố cảnh. Giống như miêu tả hằng ngày đấy. Nhiều người nói ánh mắt tiêu hiền nhưng con nói ai nói ánh mắt chói chang không? Đúng không? Con mới hiểu chứ. Rồi, chứ con ánh trắng và ánh lửa này con nói sao nào? Ánh lửa rực hồng sáng ngời. Ánh lửa là... Ánh lửa là gì nhỉ? Rực hồng. Hồng thì nổi bao. Bố nói đúng hay sai? Con nổi xong sau tí nữa kiểm tra lại em có hợp lý không? Nếu mà hợp lý cả là đúng. Bố rồi. Xong bay xong. Con một đáp án nữa. À. Ánh trắng thì gì? Đó thì con phải học thật nhiều tiếng Việt, đọc thật nhiều bài văn khi đấy. Làm những cái này mới giỏi. Nào con đọc lại những từ con đã nổi bố nghe nào. Anh... trắng. Ánh gì? Ánh trắng. À, ánh trắng. Sáng ngời. Ánh trắng là gì? Là mặt trắng đúng không? Dạ. Ánh sáng mặt trắng. Ánh sáng mặt trắng. Ánh trắng sáng ngời đúng rồi, ban đêm ánh trắng sáng ngời. Tiếp tục. Ánh nắng. Chà. Ánh nắng gì? Chói chang. Đúng rồi, ánh nắng mặt trời là mình nhìn lên là chói chang đúng không? Ừ. Tiếp theo. Ánh mát. Ánh đọc lại cho đúng á. Ánh đó mà ánh mát à. Ánh mắt. Ánh mắt là dịu hiền. Đúng rồi, ánh mắt chẳng hạn như ánh mắt cô giáo dịu hiền chẳng hạn đúng không? Rồi, tiếp theo. Ánh lửa rực hồng. Đúng rồi, ánh lửa đúng không? Lửa trong đống đám lửa là đốt trong lửa lên là rực đỏ lên đúng rồi. Ừ. Rồi, bài 4 nào. Ba mày ổn đi. Tròn từ thích hợp trong ngạc đề vào. Con đọc toàn sai, đọc lại nào. Trong ý, đấy mới đề à? Đọc lại đi. Đọc lại đúng đề cái đấy mới làm được bài. Đọc lại anh cần gì cả. Tròn từ thích hợp trong ngoặc. Ngoặc. Điền vào chỗ chấm rồi đọc. Đúng rồi, điền vào chỗ chấm rồi đọc. Rồi, hàng đầu tiên xem nào. Đọc đó. À chị. Giá là túi nhỏ mà. Mà chị. Đây, họ cho hai gà gửi ý này. Từ thích hợp trong hoặc hai từ gì đây? À...
áp. Rồi. Rất chặt. Rồi. Rồi thì con này chọn từ nào? Nhà túi nhỏ mà rất chật. Dán nhà túi nhỏ mà rất chật, con có hay không? Hay là dán nhà túi nhỏ mà ấm áp, con thấy cái nào hơn? Rất chật. Thì đúng là dán nhà rất, dán nhà túi nhỏ này con người này. Đấy là túi nhỏ ma này, thì là so sẻ là trái ngược với túi nhỏ, đúng không? Thì người ta thường nói là nhà nhỏ mà là ấm áp. Nhà nhỏ mà chật thì đúng rồi, nhưng mà đây nó có từ túi nữa. Chẳng hạn như nha, chẳng hạn như có câu là sầm túi nhỏ nhưng mà dòng sầm hẹt to. Đấy, đó là túi nè. Nhưng mà giá nhà túi nhỏ mà rất chật cũng đúng, nhưng mà hay là ấm áp đúng hơn. Đúng hôn chẳng lẽ về chứ ấm áp vào bố chẳng lẽ về chứ ấm áp vào đây à? Đúng rồi. Mày chứ vào vô biệt à? Như bây giờ à? À đi đưa điện thoại đi, cũng hướng dẫn chứ. Ố em lạc dây đỏ đấy à? Ấm áp đúng rồi. Câu B là bè lan để ở chỗ hai cô gì à? Con phải đọc gần hết ra thôi. Bè lan gì đó? Bè lan cô đây này, như này để hàng YouTube nha. Bè lan lên này cô bồng chẳng hạn như mình chọn bài gì bài là bài thằng đang nghe thì nghe chẳng hạn nha nha. Tròn lên đi, đi về bấm đi. Đỏ trắng. Đi dầm lại em này. Đỏ trắng. Chẳng hạn mở ba đường đi em này nha. Chẳng hạn lấy mình đấy nha. Hạt này. Thì mình ảnh vô cái hình. Có cái ô vuông vuông nữa không? Hình ô vuông vuông lên đây này. Là kết kết nối với máy này. Samsung này. Đó bơi nó. Trắng. Thích ba chi phần lên chứ mở là được. Ra ngoài kết nối lên đây nữa đó. Tăng này. Bố tăng đúng không? Bè lan tăng. Nghe bè tăng cố bò hoa đỏ thắm. Đúng rồi, đúng không? Từ tăng hay hơn từ chó đúng không? Dạ. Bè tức là tăng cố chứ không phải là chó cố đúng không? Tăng còn hình như thiếu từ từ dấu gì này? À, dấu đằng. Rồi, câu C, hắn khởi đầu ngay lâu. Ở thành phố xe cô đi lại. Đi lại thế nào? Ngắt. Tập nập, xe phố tập nập, đi lại tập nập. Đúng, đó, rồi là làm rồi đó. Tờ tập. Bố đang ăn cơm đấy con. Đã ăn cơm thì là bố cho học nhá. Em chưa ăn cơm. Em đi tối mọi người ăn, em ăn đâu. Em muốn ngủ. Thôi anh sáng làm mới xong đi. Bố tập nập rồi. Rồi xong. Bố bay nắm à? Bài năm em hay đọc và đưa cả tiếng sau và vào mô hình. Mô hình kia tuyên bố mấy tiếng nhé? Ờ, 4 từ nữa. Kia, đầu tiên là kia. Chứ đúng mà. Cơ này. À. Ba ba. Ba. Hạt đâm đêm à. Đúng rồi. Con Việt đi, con tự tin Việt đi, giống như là một bài kiểm tra mà, xem có đúng nè. Kia này. Đúng rồi, kia. Này, kia này cho. Việt đi. Kia rồi. Từ trên đấy xuống đấy mà đang rí à? Việt tiếp. À trái chía. Thì con thử đọc phát âm bổ tư nên con xem nè. Con làm đấy.
Âm đêm âm chính là đúng chưa? Làm cho cẩn thận, tập trung vào nào. Con tập trung cái từ này xem là đúng như thế nào. Dưới mới để cái này dơ. Ngừng đâu lên. Rồi. Xong đi. Tuyến đúng không? Rồi, viết nốt đi nha.